Vâng, đây mà tuần chiều các bác chủ khách hết nức. Đúng ra là con âm ly đèn này em đã bán cho khách rồi, đóng hàng rồi ạ. Nhưng bắt buộc lại phải bóc ra để test cho một số bác, của một số bác đang có con âm ly đèn này rồi và một số bác muốn dùng nó để đánh với con này. Thì báo các bác là đối với dòng Paradigm này thì nó Paradigm SE 11 nhé, MK2. Con này đời 11 thì cao nhất rồi. Mức giá em đã báo trên kênh cho bác là các bác biết rồi đấy, 11 triệu 8. Các bác cứ tham khảo đi. Với lại model Paradigm 11, model 11 trở lên thì không có giá đấy đâu. Em báo giá đấy cho các bác thì bác cho bác tham khảo toàn quốc. Ở đây em test theo yêu cầu bác, thì trước hết là em sẽ test cho các bác đối với dòng này thì nó đáp ứng cho các bác cả nhạc mềm, cả nhạc nhẹ, cả đồng quê, cả bolero, cả trữ tình và kể cả là một số nhạc mạnh. Em test nhạc mạnh trước cho các bác đi. Mời các bác nhé. Em vẫn phát Bluetooth vào con âm ly này. Paradigm 11 SE. Con này thì bà các bác bao mức bát phê luôn cho bác đấy ạ. Paradigm model 11 SE MK2. 160W một loa, đôi này có 320W. Ba lỗ thùng hơi phía sau. Mức giá 11 triệu 800. Đánh vào âm ly đèn cho bác đấy. Con này riêng con này bát em bao phê cho bác luôn, nghe nhạc gì cũng phê, bát không hiểu tại nó làm kiểu gì phê đấy.
lại. Chưa hề hắn gì. Được chưa? Chiều các bác hết mức chưa? Đấy. Nguyên cơ bị điện pha cả cái này, cho các bác thử luôn. Đấy là cho bảo em test theo yêu cầu của bác đấy, em test cho bác nhé. Mức giá của đôi loa này có mức giá là 11.900.000, âm ly là 3.900.000. Âm ly sang tuần sau về có tiếp. Cái...